Đề thi của cuộc thi mình bám sát với lại format thi của IELTS. Bài thi này cũng khá là khó và đánh đố. Chủ đề cũng khá là gần gũi. Phần writing thì khá là sát với những cái đề ôn tập mà em đã ôn. Ở đề thi speaking part 2 thì nó cũng hơi khó khăn một tí xíu. Ở phần speaking thì giáo viên rất là thân thiện và có feedback đầy đủ về cả ngữ pháp và cũng như là câu từ, và những cái gì mà em sai thì được feedback đầy đủ thì em có thể sửa cho lần sau.